Tắc Lược, qua đây, qua đây, qua đây. Ôi, đồ, ok lắm anh em. Hi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay trời khá nắng và mặt Minh khá nhăn, và Minh mặc cái áo khá màu. Thì hôm nay mình sẽ quay hai clip luôn, cho nên nó sẽ có hai clip mặc một cái áo này nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em một chiếc xe CBR 300R. Đó, thì con xe này hiện tại mình có bán luôn. Xe odor mới 4.000 cây thôi, mua 2 năm 2020, tháng 6 2020 là mới mua đây thôi, chạy được 4.000 cây. Chủ xe đã trải nghiệm và xong bây giờ là muốn đổi lên phân khối lớn. Thì con xe này hiện tại mình bán giá 101 triệu. Đó, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn nha anh em. Rồi, bây giờ còn chờ nữa, anh em ngắm xe. Rồi, vào chủ đề chính. Con xe này nó mới ra rồi thì nó đẹp rồi. Đó, thì bây giờ mình nói sơ sơ ha. Mọi người hay gọi nó là CBR 300R, cà phê nail, làm nail, à không, lộn, cà phê nail sport. Thì theo mình hiểu thôi nha, theo mình hiểu thôi. Tại sao gọi đó là kiểu dáng nail sport, cà phê nail sport đó, thì có nghĩa là nail là có nghĩa là mới mẻ, sport là thể thao, cà phê là có nghĩa là nói về cái kiểu độ cà phê racer đó. Theo cái trí tưởng tượng của mình nó là vậy. Thì cái con xe này nó đáp ứng những cái vấn đề đó, vừa thể thao vừa thời trang, mới mẻ, một chút nào đó gọi là cà phê racer, gọi là chút nào đó có chút cổ điển, đúng không anh em? Rồi, bây giờ mình vô nói cái sport mới mẻ là sao. Như anh em thấy ở trên những cái con xe mà cái đầu tròn tròn hồi xưa á, ví dụ Honda 67 rồi mấy chiếc tròn tròn xưa á, thì nó sẽ đầu tròn, nó rất là cổ điển. Nhưng con này anh em thấy không, nó có một chút nào đó gọi là hiện đại, rất là hiện đại luôn. Nhìn rất là đẹp, rất là hiện đại, rồi cộng thêm cặp phuộc upside down nữa. Giá bán mới của con này là hiện tại luôn, ra giấy luôn là hình như 130 mấy, 140 đó anh em. Còn mà anh em coi những đại lý khác đó là chưa bao giấy tờ, chưa lăn bánh nha anh em. Còn xe này là mình bán 101 triệu, anh em muốn mua thì liên hệ số Zalo cho mình 0916640653. Rồi, không có PR bản thân nữa, tập trung vào vấn đề chính. Đây, mở cho anh em coi cái đèn led của nó. Đây, pha code rất là đẹp luôn, rất là hiện đại, rất là thể thao, pha thêm một chút cổ điển. Trong cổ điển có hiện đại, trong hiện đại có cổ điển, xuyên không đó, xuyên không, vượt không gian qua thời gian đó. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi đến cái vấn đề cái cục máy của con này. Thì cục máy con này mình không có biết, tại vì mình không có nhiều thời gian để tìm hiểu. Mình cũng không có chơi cái dòng mà cái gì Rebel 300 nữa. Thì mình nghĩ chắc nó cũng chung cục máy ha anh em ha, đúng không anh em? Nghĩ là chung cục máy á, tại cái con này chỉ có một máy thôi. Nó là 286 phân khối nha anh em. Rồi,
đã xong cái cục máy thì cái xe này có lên chống đổ nè, cho anh em có sự lựa chọn nè. Đó, thấy chưa? Cái bình xăng của nó thì tầm 10 lít mấy. Và cái mức, cái điều quan trọng mà anh em muốn nghe ở đây đó là cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó. Có người đi á 32 cây một lít, có người đi được 37 cây một lít. Rất là tiết kiệm xăng cho một con 300 phân khối. Rất là tiết kiệm ha. Thì ở đây người ta có lên một cái ba ga độ để phù hợp cho cái việc đi tour, đi phượt đồ này nọ đó. Đó. Thì ở phần gấp này thì nó gấp thì cũng rất là đẹp. Không giống như các dòng Ninja 400 đồ ha. Gấp này thì thấy không? Nó rất là to, rất là đẹp. Cây bô thời trang. Cây bô cực kỳ thời trang luôn. Rồi bây giờ cho anh em nghe tiếng bô. Review phải review chi tiết luôn ha. Cái này rảnh mà. Tiếng bô khá giống là review 300 ha. Thì ở con cái xe này nha, mình sẽ nói cho anh em luôn nè. Con trên con xe này để mình nói luôn cái về cái phần chiều cao yên. 1m7 thì chạy rất là thoải mái. Dù 1m65 trở lên là chạy ok. 1m6 cũng có thể về chừng được, nhưng mà 1m55 thì không có thể chạy được nha. Đó, thì cái này mình ngồi rất là thoải mái. Đây, hiện tại đang ngồi ở đây thì cảm thấy nó rất là thoải mái. Đó. Con này trọng lượng của nó chỉ có 140 mấy ký thôi, 145, 144 ký thôi. Nó rất là nhẹ, nhẹ như ẹt. Nó nhẹ hiu luôn anh em nè. Cho anh em coi, đó mình nghiêng nè, mình vẫn không có thể, vẫn có thể chịu lực được, rất là nhẹ nhàng. Đi lại trong thành phố thôi bá đạo luôn. Chút nữa mình sẽ chạy thử một xíu dạo dạo ở đây cho anh em coi ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái phần đồng hồ. Đây. Thì đồng hồ nó rất là dễ thương. Nó chưa có hiển thị đạp số coi. Không có hiển thị số nha anh em. Không hiển thị số, hiển thị báo xăng, báo giờ, số km, dòng tua thôi. Đó, rất là đẹp. Bình xăng nè, nắp bình xăng nè, mở cho anh em coi. Nắp bình xăng của xe. Review chi tiết luôn. Đó, rất là nhẹ nhàng. Ấn cái là vô. Xe mới mà. Rồi. Thì trên xe này cũng có công tắc khẩn cấp. Càng tít tít để mở càng coi. Lộ. Đó, càng. Đó, càng. Đây con rất là nhẹ nhàng. Con xe này mình đảm bảo luôn là đi trong thành phố rất là khủng khiếp. Mạnh. Nhưng mà một cái mà nó sẽ không đáp ứng cho anh em là nó một máy, cho nên tốc độ tối đa nó sẽ không có ok như con MT03 bên đây. Đó, thì ở đây có hai sự lựa chọn luôn. MT03 thì con này mình bán chỉ có 89 triệu thôi. Rất là rẻ, hỗ trợ rút gốc cho anh em ở xa luôn. MT03 đã bảo trì thay nhớt, thay nước mát hết, chưa lăn bánh luôn. Nhớt nước mát là chưa có sử dụng nha anh em, là mình thay mới, mình để ở showroom á cho anh em á. Nhớt là 400 ngàn một bình. Đó, con MT03 này nè. Thì con MT03 này nó sẽ khỏe, nhưng mà con này đi trong thành phố tiết kiệm hơn. Đó, anh em có hai sự lựa chọn giữa MT03 với lại CB300R. Đó, lúc nào mà coi clip mình cũng cố gắng hết mức có thể để so sánh cho anh em. Ở đây nè, cái xi nhan nó vẫn sử dụng xi nhan đời mới của Honda ha. CBR150 hay là Vario chẳng hạn là đều sử dụng những cái này. Đó, và xe này có lên bảo vệ các nước luôn nè, anh em mua về chỉ chơi thôi, không có cần làm gì hết. Rồi tôi mới nhớ ra một cái điểm đặc biệt, đó là con xe này với giá tiền này có ABS luôn anh em. ABS trước, ABS sau. ABS trước sau. Thì cái thông số lớp của nó là vỏ sau sẽ là 150-60-17. 150-60-17. Vỏ trước của nó đây. Vỏ trước của nó sẽ là 101-70-17. Đó. Rồi. Anh em còn hỏi cái gì không? Một máy thì đi thành phố là khỏi phải chê, khỏi phải bàn. Có cái yên này rất là mềm mại nha, rất là thoải mái luôn. Này là mua về chở bạn gái đi chơi được, ok anh em. Chở bạn gái,
có thể có con nhỏ là có thể để đây nè, con nhỏ ngồi ở đây cũng được nè, mình thấy có anh chở như vậy rồi đó. Rồi ok, xe này có người yêu, xe này có người yêu, và cái kiểu dáng này á, nó sẽ đồng, nó sẽ na ná giống như CB150R như anh em đã tìm hiểu, hoặc là 650R, hoặc là 1000R, 1000R thì sẽ to hơn. Thì nó kiểu dáng nó làm ra một cái kiểu vậy đó, Honda nó làm ra một cái kiểu chút cổ điển, một chút thể thao, công nghệ. Thì mình thấy con này đi làm, đi chơi, đi phượt là phù hợp rồi. Với những anh em không đam mê tốc độ thì mình nghĩ max speed của nó là đâu tầm dưới 170, 160, 150, nằm khúc đó đó. Tại vì mình chưa có thể test hết tốc độ của nó nên mình chưa biết, nhưng mà theo mình cảm nhận mình chạy xe thì mình cảm thấy là vậy. À, rồi thì bây giờ mình sẽ chạy thử cho anh em coi sẽ như thế nào. Rồi bây giờ anh em chạy thử nha. Thì cái nón bảo hiểm mà mình đang đội là có chân bán ở showroom luôn nha anh em. Anh em nào mua đây, đây mình leo lề nè, rất là mạnh luôn. Đó, quẹo quẹo đây nè, quẹo đây nè. Rồi ok, tiến bộ cũng uy lực lắm. Anh em nghĩ đi, với một cái khối động cơ 31 mã lực, 31 phẩy mấy đó, 31.3, 31.4 gì đó, thì đi trong phố là quá bá đạo rồi, cực kỳ bá đạo luôn. Con này dở đầu chắc nhẹ nhàng. Rồi thì giờ mình thử leo lề cho anh em ha, rất là mạnh mẽ. Anh em mà có người yêu á hay là mới quen á, chở phía sau rất là ok. Ví dụ mà mới quen á thì anh em thắng gấp lại đó, là ABS nó sẽ hỗ trợ cho bạn mới quen xe ôm. Anh em quẹo phải luôn nè, leo lề thử cho anh em coi nha. Rất là thoải mái luôn, đi lại trong thành phố ok, leo lề nè, đã xe thoải mái luôn. Qua đây, qua đây, qua đây. Ui đồ ok lắm anh em. Nói chung mấy con này anh em mua để đi lại, đi chơi, đi phượt, đi xa, đi Tây Bắc rồi này nọ. Số 1. Rồi đi về được rồi, nhiêu đây thôi là đủ đánh giá cho anh em xem quẹo phải. Rồi leo lề luôn, leo lề vô, leo lề, leo lề vô luôn. Đúng rồi, hai chiếc leo lề nè, MT03 nè với lại 300 nè, rất là khỏe luôn. Rồi dừng đây luôn đó, chung đã lắm anh em. Nói chung là phải nói là ok, Honda đã sản xuất ra một chiếc xe cho mình vừa đi thành phố, vừa đi chơi, vừa đi phượt mà vừa tiết kiệm xăng nữa. Anh em muốn tiết kiệm xăng thì nó phải một mấy thôi, một hai mấy thì sẽ hao xăng hơn một xíu đó. Còn anh em muốn mạnh mẽ hơn thì đây, đây quay qua chiếc MT03. Mạnh mẽ hơn thì chúng ta có thể qua MT03 hai mấy, mạnh mẽ đi, đi tour, đi phượt, tốc độ rất là ok luôn, trên 1.8 có thể vậy. Mình thấy kênh trên coi YouTube á, những anh em test á, tốc độ rất là ok, rất là mạnh. Và anh em chưa bao giờ chơi được cái con này, chưa bao giờ chơi được con MT03 cả, khen không. Nhưng mà một cái là nó hao xăng, thì đương nhiên nó mạnh thì nó phải hao rồi, điểm đơn giản thôi. Còn con nói về con CB300 kia mà đòi chạy với lại MT03 là không có cửa, không có cửa chạy. Nhưng mà được cái nó tiết kiệm xăng, lại thể thao, nó đẹp, nó không kén người chơi luôn. 18, 19, 20, 30, 40, 50 còn vẫn có thể chơi con này được, đúng không? Honda quá là thông minh luôn, phải gọi là cái đội ngũ của Honda sản xuất ra con xe rất là thông minh.
bất kỳ lứa tuổi nào cũng phải chạy con này được. Đó, thì bây giờ mình có thằng em mét 6, mình cho nó vô ngồi thử xe thử coi, cho anh em ngắm coi. Mét 6 vô đi. Mét 6. Mét 6 đó là thoải mái luôn anh em, không có gì phải ngại hết đó. Ngon xíu thôi. Ừ, rồi thì hồi bữa em chạy con xe này em thấy sao? Anh đưa em chạy thử. Nói chung con xe này nó nhẹ, động cơ nó mát, nó không có nóng như mấy con xe khác. Đi đông phố ok. À, rồi một cái điểm nữa mình quên review đi, là nó mát, nó không có nóng. Đúng rồi, thì quá phù hợp để đi lại trong phố luôn. Đi chơi xa, đi chơi xa mấy con này giết mấy con ẹt dư chứ 300 phân khối mà. Ẹt của em á, ẹt đỏ của em á. Đó. Rồi thôi, cảm ơn anh em đã xem clip của mình nha. Thì anh em nào muốn mua xe thì cứ liên hệ số điện thoại Zalo cho mình 0916640653. Chết bà, là lại BA cho bản thân rồi, đúng không? Thì đó, thì con xe đó 101 triệu, order chỉ 4.000 thôi. Xe lướt cực kỳ ken. Nó còn chờ gì nữa? Không, nhanh tay liên hệ số điện thoại cho mình. Rồi, bye bye. 0916640653. Rồi.